Hello mày cưng, có ai đây không? Úi dồi Ôi mẹ ơi, đứa nào đây? Nguyễn Thu Trang là ai đấy? Ôi hỏi khí, không phải Nguyễn Thu Trang còn để cái avatar lão hôi lão hắc vậy. Trọng Khánh là ai mà tổng cống hiến 9 triệu lận thế này? Ai mà đã tặng cho em những 9 triệu người đặt tên là Nguyễn Thu Trang vậy? Xong lại còn viết ba chứ, kỳ cục lạ hôi lạ hoắc luôn, nên chả biết đứa nào luôn. À, Huy Lợi đúng không? Con Huy Lợi đúng không? Chuẩn cơ mơ nơi lờ. Chào hoàng tử nha. Hello anh. Chào Lợi, ô xin của tôi. Trong thời gian đợi bót lên làm cốc sữa chua dầm xoái à? Ủa, anh không biết là ăn vitamin vào cái giờ này là anh ngủ không được. Là anh không ngủ được à? Anh không biết gì à? Sao giờ này anh lại đi ăn vitamin rồi làm gì? Giờ này mà ăn hoa quả không ra được. Quá ồn ào, quá khác người, quá gợi cảm. Những bình luận khó đỡ về pin cứ luôn quay lại, gấu luôn trời quay. Ơi. Mọi người nghe nha không mẹ? Nghe nha không? Chào Phong Anh nhờ. Ảnh đẹp không á? Ảnh lạ thế. Từ bao giờ xấu quá. 3 giờ anh còn chưa ngủ. Từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm nghe. Nhưng mà từ lúc nào anh cũng như là thằng trên mây. Ê, tóc em là suối, mắt em là hồ, nụ cười em là nắng để cho lòng này ngẩn ngơ. Chẳng phải là xuân diệu anh cũng biết làm thơ. Vì giờ trong đầu anh sữa hôm nóng là dễ ngủ á. Dù là đi đến sáng mai, chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai. Nếu như em gật đầu với bên nhau đến mãi mãi. Cuộc đời anh đã từng là bản nhạc buồn, chỉ để em remix là anh sẽ lên luôn. Từ ngày gặp em anh lại thấy bay bổng, chẳng còn thấy chật chội, chẳng còn giật buồn. Lại để anh nói nhỏ, em là cái gì cũng để anh phải nói ó. Mặt thì ngáo ngáo điệu, kể thì ngơ ngơ. Suốt ngày nói linh tinh và vẩn, cũng để mình về mà ôm mơ. Chuyện trò với em từ đêm đến sáng, chẳng cần một giọt cà phê. Không cần không cọ, không mềm, không rượu. Nhưng mà em vẫn cứ làm anh mê. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có thì làm tình địch với anh nhá. Nhà anh có bán rượu không? Mà có chuyện với anh, em sai quá. Dừng lại nhanh. Cười thêm cái nữa là tim em đứt phanh. Chào, nhà em có sao em không ở? XE à? Hay là X gì đấy nhá? Hello X. Em có thấy cuộc đời mình xấu vãi á? Ai? Ai xấu? Sát chết bây giờ. Thì đến đây với anh đi, chứ sao em cứ hoài tình. Ai? Vòng tay anh. Làm phản à? Lợn đâu? Em hay chạy đến với em khi việc gì? Lợn ô xin đâu? Phải nhà ngươi thói bình lại, chờ ngày xử tử. Em chào bảo. Chuẩn.
Ê Huy Lợn ơi, quý vị đang đến với live show ca nhạc ca sĩ Lân Lê. Sao anh phải nhắc cái chữ live show ca nhạc hai lần vậy? Nghe cứ như kiểu là bọn quảng cáo xiếc thú ấy. Các bạn đang đến với giam xiếc thiếu nhi. Giam xiếc thiếu nhi chỉ một buổi duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Mình tên Trang. Ê Huy ơi, em nào anh đổi áo vai đi. Em không thích cái áo vai này đâu. Nhìn nó con điên ấy. Nhìn le le lưỡi, nhìn không nghiêm túc gì cả. Đổi cái nào nhìn đứng đắn tí đi. Con người em không phải nhố nhăng như thế đâu mà để cái avatar nhố nhăng ấy. Để cái avatar nào nhìn đứng đắn đi. Không, cái khác, cái đấy nhìn nhố nhăng lắm. Khác đi. Cái nào nhìn đứng đắn tử tế để em còn lấy được chồng. Để cái avatar nhố nhăng cười le lưỡi như thế sao mà lấy chồng được. Không, mẹ chồng nó thích con dâu cười nhố nhăng thế đâu. Mèo miếc gì. Để avatar mặc áo dài đi. Nhìn thấy avatar của Lợn chưa? Nhìn avatar của Lợn không phải 5 tuổi chưa? Tào dài thướt tha. Như thế thì các cụ mới thích. Hiểu không? Avatar của ghế 6 cái kia. Avatar ghế 6 là ông Huy mà. Ông Huy là ghế 6 luôn mà. Ủa cái gì kinh tởm vậy? Trung tởm vậy. Không chấp nhận được. Bây giờ là quyết dìm hàng đến cùng đúng không? Nhìn anh Only chưa? Anh Only ơi, anh bảo anh không chào em à? Hả? Cứ lặng lẽ lóc 6, lóc 5 nick vào xong không chào một câu à? Nóng quá nhỉ? Cả ông mình kia nữa. Ông mình để Ava ai đấy? Tôi là đại ca của ông mà ông để Ava ai đấy ông mình? Dừng chân nơi đâu từ khi anh mang nhìn nhau chẳng nơi được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm những kỷ niệm cho đôi mắt thắm vào từng chặng đường dài nơi. Em khóc lại thầm vướng lên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi cùng lo chuyện buồn. Đằng sau dấu vết này anh có thay và quên nỗi nhớ cảm động. Lòng mình sao sâu hết vào trong như vong. Cả xa thiết đến càng gần nhìn đồng hồ trôi đi anh biết. Chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây. Vô trôi hết những phút đắm đuối em thu mình vào trong căn phòng. Nằm nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đã chọn thương yêu. Một giây em băng khoăn. Một giây em hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa giăng tay đang lôi về. Làm sao dấu chân hết vỡ nát kia sẽ lệch lại như xưa. Một giây em băng khoăn. Một giây em hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Cảm ơn cháu Ken nhỉ. Thank you cháu. Cô xin cảm ơn ơn cũng xin cháu. Chào anh real friend. Vô cái là anh chào liền mà hả? Vậy là lỗi do em đúng không? Đằng sau dấu vết này em có thay. Càng quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình sao dấu hết vào trong hư vô. Cả xa kia đến càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi em biết. Chưa có bên nhau tha thiết. Vì nơi giấc mơ anh bỏ đi chẳng còn em. Vù trôi hết những phút trong căn phòng. Nằm nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây em băng khoăn. Một giây em hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đâu có nắng hay mưa giăng tay đang lôi về. Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh băng khoăn. Một giây em hứa. Hãy subscribe.
nhận chú cháu từ bao giờ vậy? Bóng đá TV là ai á? Tìm ra lâu rồi. Vũ trường hết những phút đắm đuối, em thu mình vào trong căn phòng. Nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đặt trọn thương yêu. Một giây em khoáng một giây em với lòng mình dần sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa, giang tay đón lối về. Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây em băng khoáng một giây em nói với lòng mình dần sẽ phải quên. Chào bé đi ạ. Chào nghĩa là cháu là cháu của tất cả mọi người đúng không? Ai lớn hơn cháu là đều là cô chú của cháu hết đúng không? Ê chào anh Minh Minh nhỉ? Hello anh. Lát không dám thoát đâu. Đương nhiên rồi, Lát cũng ở in đấy. Lát mà được thoát à? Lát mà thoát à? Ngồi im. Lát thì xem kiểu Lát dám mà thoát ra. Đại ca cào mặt bây giờ đấy lại. Mưa to quá. Sao thế nhở? Sao ở đây có mưa đâu nhở? Không mưa mà. À có mưa. Có mưa nhưng mà mưa rơi ở ngoài phòng chứ mưa không có rơi vào phòng. Em ở trong phòng không thấy gì cả. Không mở cửa sổ. Sợ mía gì mà không sợ bót á. Biết điều đấy. Vấn đề ấy, nếu như mà mình quy tội cho một người thì gọi là mình đổ tội. Nhưng mà mình đang này con người 1.800 con người thì không có phải là mình đổ tội. Hiểu không? 1.800 con người sao nhắc chậm dữ vậy? Để thỏ nhận cho, chuẩn gì nữa. To đầu nhất cái chỗ này thì nhận luôn đi, chuẩn gì nữa. Quỳ hết xuống. Quỳ hết xuống để đại ca thể hiện. Ở ngoài đời, mọi người mà gặp em ngoài đời thì sẽ ngạc nhiên. Bởi vì ngoài đời em yếu như con rán. Mà lên đây hổ báo. Núp sau bàn phím. Núp sau bàn phím mới lên hổ báo, gấu lắm. Thank you.
Mà nó không có một cái ích lợi gì cho cái chuỗi động vật thực vật cả. Nó chết đi nó cũng chả biến thành phân bón hay chả biến thành một cái gì để bón cho cây cả. Mà lúc nó sống nó cũng không được một cái tích sự gì luôn. Em chả thấy con đấy nó có ích lợi gì trên đời này cả. Đến cái con muỗi nó còn có một cái ích à, nó còn có một cái gọi là cái chất độc để hại người. Cái con rán đấy nó chẳng được cái tích sự gì luôn. Em thề luôn đấy. Nó sinh ra trên đời này để làm cái gì mà lại còn đã thế lại còn rất là đông nữa chứ. Sinh ra chỉ để dọa mình sao ấy. Trông thì à, đỏ 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 xong bắt đầu nhiều chân vãi cả trường nhìn kinh tởm. Sao
Sống đã thế rồi còn biết bay nữa chứ. Nó sinh ra thì dọa em biết ngay mà, em biết ngay luôn ý. Ngay từ giây phút em nhìn thì nó là em đã hiểu rồi. Có những cái con vật mà khiến mình mà nhá, cái con gián nhá, cái con gián nó không phải là chỉ người, chỉ phụ nữ ông sợ, mà con đấy đàn ông sợ rất chỉ nhiều, nhiều con đấy cực. Nhìn cái thái độ là thấy không chấp nhận nổi, có thể sợ vãi trưởng luôn à. Đừng nghĩ đến con này, đừng nghĩ đến con này, em mới thấy lợm hết cả giọng. Room này đuổi khách hay sao á? Thật ra ấy, room này thì cũng không đuổi khách đâu. Bởi vì nếu mà không muốn xem room này ấy, thì chả còn room nào mà xem nữa đâu. Giờ này rồi lại còn bày đặt kém cá chọn canh, không xem em thì có ai mà xem nữa. Xem mama đi làm bảo đẹp trai á. Xấu vãi cứt. Xấu vãi. Chào lặng thầm bên Jin nhá. Cười gì đấy? Giờ này đầy room khác sâu á, làm gì có room nào. Thấy chưa? Thấy con lợn mà có một room như kìa.
mà còn nói chuẩn yêu vãi á. Yêu không? Yêu không? Yêu lắm không? Dường như ai đó ngang qua lối về, do khuôn tóc thì như trong đó tóc đang nói gì, lắng nghe cùng tôi. Thật
xua vơi. Này, ông lợn ơi, đúng là đầu lợn nó có thật đấy. Vấn đề ở đây ấy, nhìn không? Nhìn cái dây trắng với cái dây mic nó xoắn vào nhau không? Bây giờ mà có mua cái dây mới thì cắm vào thì vẫn cứ phải gỡ cái dây này ra thì nó mới thoát ra khỏi cái mic được. Chứ nếu mà mua cái dây mới cắm vào thì vẫn để nó rối một cục đây thì khác gì đâu. Xong rồi lại đi mua cái dây khác, xong đến bao giờ nó rối lại đi mua cái dây khác. Cuối cùng ở đống đây em sẽ bị đống dây này quấn cổ chết luôn. Mưa to quá chẳng nghe thấy gì luôn á, đeo tai nghe rô. Đại ca hát hay như thế mà không nghe à? Nghe đi. What the fuck tên là phải lợn á? Không, cứ thế gọi là lợn. Lợn thì cứ nhận đi, còn mày đặt nợ. Nợ thì không béo chắc cũng nhau rồi. Quên rồi đúng không? Thọ. Nhìn cái độ ở biết ngủ quen rồi. Trao hết cho tình đời.
Chờ luôn cái máy lạnh nè. Cảm ơn mọi người nha. Thank you. Mặc dù em biết là cũng không hay đến mức đấy đâu. Mọi người đa cấp thôi. Làm gì mà hay đến nỗi thế. Trời, cũng như bao ngày thôi mà. Bao ngày hát thì không có ai khen hay. Hôm nay tự dưng có ông Hoàng vào khen mình hát hay, cái không một tỷ người khen. Ôi sao mà hay đấy, sao mà hay đấy. Chả thấy hay gì. Như ngố ấy, bình thường cái lúc mà cả thế giới đi chê thì làm gì có ai đứng ra bênh vực tôi đâu. Mấy tháng nay bị viêm họng rồi. Cái lúc bị đứa hát, chê hát dở, hát như một con vịt xòe ra hai cánh thì không thể đứa nào bênh. Xong bây giờ có một người khen hát hay thì đúng không? Đúng mà sướng cùng nhau thì được, còn khổ cùng nhau thì hơi bị khó. Lợn ơi lợn, lợn muốn ngủ à? Lợn buồn ngủ cho. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhở. Có phải anh hết yêu em rồi? Anh hãy nói đi ơi. Em vô tâm hay là em đã sai mà dường như ta đang dần xa cách. Trà sữa em ơi.
nghe một đấm ý. Chả hiểu sao, yêu ơi, hát gì mà hay thế, hát gì mà hay quá cơ, yêu ơi, hay dã man. Xong rồi ông thỏ còn vỗ tay bravo bravo, nghe điêu dễ sợ. Xong rồi người ta tặng quà thì ôi sao mà tặng nhiều thế, sao mà lấp lánh thế. Ủa mà lấp lánh thật kìa, bên cạnh có cái gì ta? Bên cạnh có cái gì ấy Hoàng? Cái đấy phải mua mất tiền đúng không? Cái vì sao ấy? Em muốn được cho em vòi MT mua huy hiệu Lan Linh. Nhưng mà chợt nhận ra một điều là Lan Linh làm gì có huy hiệu để mà MT mua. Không có huy hiệu Lan Linh mà. Chán quá. Chỉ có idol cũ mới có huy hiệu thôi. Tệ quá, mình cứ tưởng là có huy hiệu của mình cơ. Thật ra thì nếu mà xin mua huy hiệu ấy thì cũng được. Xin làm huy hiệu thì cũng được, nhưng mà em chỉ sợ làm ra là ế, không đứa nào thèm mua. Thế thì nhục. Làm ra mà không ai mua huy hiệu kiểu ế nhất lịch sử. Chưa có một huy hiệu nào ế như thế. Yeah, yeah. Em là nơi nào chưa found me. Nơi nào. No, yeah, yeah. Liệu rằng chiếc tay trong em có quên được câu ca tình yêu khi xem treo cho anh lúc nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh, em sẽ không vui tại em được đâu mà. Gần nước mắt yêu đôi đó cứ quay lại nơi anh đã rằng cơn mưa qua đâu có che lấp đi nụ cười đau thương kia. Nước mắt nó vẫn rơi vì anh. No baby, no baby, đừng nhìn em nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu, anh còn là anh đây đã khác rồi, anh muốn quay lưng quên hết đi à. Tình yêu trong anh giờ toàn xa rồi, em không muốn vui mình trong mơ, em không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào được với anh hay là anh của ngày. Nhất hôm nay sao hôm nay đắt hàng quá vậy, bình thường ngồi ấy ra. Đừng nhìn em nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu, anh còn là anh nay đã gạt rồi, anh muốn quay đừng quên hết. Tình yêu trong em sẽ tan ra rồi, anh không muốn vui mình trong mơ, em không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm vượt qua anh, hay là anh của ngày hôm qua. Sẽ là anh của ngày hôm qua. Đừng mà vặn em một mình nơi đây. Rồi làm việc xoa nhẹ đi kêu. Mở đây tự dưng đẹp trai lên hở thỏ ấy thỏ. Anh ngừng chưa? Anh ngừng chưa hả? Anh ơi im mồm. Im mông này, im mông là ăn đòn thật này. Đang có người lạ nhá, đang có người lạ ở đây thì em để im cho em giữ hình tượng đoan trang thục nữ. Đừng có mà để em phải bộc lộ ra cái bản chất khuôn mặt xấu xa, bộ mặt thật ra đây. Là chạy hết đấy. Đồ đa cấp. Mỗi hôm MT vẫn tặng thế mà. Hả? Mọi hôm MT vẫn tặng thế mà. Tại sao hôm nay anh lại khen MT đẹp trai? Tại sao? Tại sao anh lại như thế? Rất là hư. Thấy người ta không nói hư vãi luôn ấy. Nhìn bóng hình em, dõi theo người tinh thần.
mất mấy chục phút không ai thèm để ý. Xong rồi một hoàng 3 tuổi ở đây thôi thay đổi cục diện thế giới. Hai ông này ỉm xu không tặng cho mình. Xong rồi đợi đến cái khi mà có một người vào tặng cho mình, rồi bắt đầu mới lôi ra, mới lộ ra. Mỗi ông còn những 99 cái vương miện, ông MT còn những 241 cái trái tim. Eo ơi, chả hiểu giấu để tặng cho ai cơ ấy. Đấy chưa, nếu hôm nay mà Hoàng không vào thì sao? Em hỏi mọi người là thế, nếu hôm nay mà Hoàng không vào thì sao? Đừng có nói là vừa nạp không bao giờ tin. Bởi vì là 12:53 rồi, nạp ở đâu được nữa? Con... làm tí trà sữa em ơi! MT có thể nha. Còn con thỏ lợn thì nạp ở đâu? Con thỏ lợn nạp ở đâu? Nói đi! Còn 1 triệu xu để đi tán gái luôn hả MT? Eo ơi! 1 triệu xu á! Hận cái thế giới này. Đấy, bây giờ mới lộ ra con MT có 1 triệu xu kia kìa. 1 triệu xu, thế luôn đấy. Em có biết chuyện đấy đâu, em có biết chuyện MT có 1 triệu xu đâu. Bây giờ nói bắt đầu mới lộ ra đấy chứ. Thử hỏi là hôm nay nếu mà Hoàng không vào đây tặng một mớ thì số xu đấy sẽ đi về đâu. Anh tin là MT còn câu sau á, câu sau là gì? Câu sau là gì? Anh còn 1 ca su á? Sao anh mà 1 triệu su? 1 ca su thì còn chấp nhận được. 1 ca su đi đả tính thì còn chấp nhận được. Mà 1 triệu su là không được rồi. 1 triệu su là chuyện lớn rồi. Phải ngồi bàn lại cách sống. Không thể thế được. 1 ca su thì được. Nhưng 1 triệu su là phải bàn lại cách sống rồi. Không thể thế được. Thôi đẹp cho tôi đâu có không? Wow, dã man. Thế mà anh không vào lúc 12 giờ, bắn pháo hoa lúc 12 giờ đi. Lâu lắm mới nhìn thấy pháo hoa. Đúng rồi, tại sao dạo này MT không tặng pháo hoa nữa nhở? Nhớ cái hồi mới đâu ấy toàn tặng pháo hoa cho mình luôn. Đúng à? Lúc mới yêu thật điêu biết bao nhiêu. Đến bây giờ thì khác rồi. Lý ơi, nói chuẩn thêm vài câu đi á, là nói cái gì? Sao tự nhiên lại nói chuẩn thêm vài câu là sao? Nhớ ngày xưa mình được tặng pháo hoa nhiều lắm, nhưng mà lâu lắm rồi không được tặng pháo hoa là thật. Mọi người toàn tặng cái gì đâu ấy. Không tặng pháo hoa nữa thôi. Bao lâu rồi? Đã từ rất lâu rồi. Hết xu rồi. À, ngày má cho có nhiêu đó rồi. Trời ơi, có nhiêu đó thôi hả? Để em xem là nhiêu nào. Có 4.699.000 thôi hả? Ngày má cho thế thôi hả? Thật sự. Ngày về mình xem xin má mình 5 năm còn đánh cho hỏng người. Chứ đừng nói. Thế luôn ấy. Ngày xin được má em 50 chắc là còn đánh cho hỏng. Trà thanh nhiệt bốc tới thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Ngày má cho có vậy thôi. Vâng, sai, tôi vẫn ổn mà. Ok, tôi vẫn ổn, không sao cả. Nghe chuyện ngày má cho có tầng này thôi mà mình cảm thấy lừa vãi. Sao bảo ngày mái cho có 5 triệu?
từ nhá. 1 phút tưởng niệm bắt đầu. Mấy hôm trước anh có thấy ông nô lớp này vào tặng cho em 3 lần 99 quả bóng, 3 lần 99 quả sút vào ấy. Mà hôm đó là hôm 16, event chốt từ hôm 15 rồi. Nhưng mà hôm 16 thấy vào tặng cho mình 3 cái 99 quả bóng, nhưng mà không biết là ai. Nếu mà là MT thì tại sao lại phải lập thêm một cái nick no love này để làm gì, đúng không? Theo mọi người, no love là ai? Nhân tiện còn đang có ở đây, mọi người ơi, đúng không? Không phải là no love. À, không phải là MT. No love là ai? Chắc lại nick Vinagame á. Nhưng Vinagame là ai? Nick phụ để tán gái thôi. Chuẩn luôn, chuẩn luôn. Anh Bình đập tay cái. Hai đứa mình phải đập tay một cái. Nói quá chuẩn. Nick phụ tán gái chuẩn luôn. Nếu không thì em không thể còn tưởng tượng ra là như thế nào nữa. À, nhưng mà không giống, không giống tính cách của MT. Nếu mà tán gái là đường đường chính chính tán gái luôn, chứ không bao giờ ấy. Cái con người này vuốt mặt không bao giờ biết nể mũi đâu. Tán là tán luôn, bộp luôn, không bao giờ để ý đến cảm giác của người khác đâu. Nhưng mà no love là đứa nào? Nhân tiện là nó đang có ở đây thì mọi người đều... Nhưng mà không có một cái thông tin gì đúng không? Nick có để thông tin gì không? Quỳnh đầu gấu, đấy chưa? Quỳnh đầu gấu cái kia, 2948. Quỳnh đầu gấu là ai? Quỳnh đầu gấu là ai? Chảy sợi là mình thấy chưa? Không phải mới tê rồi. Không phải mới tê rồi. Quỳnh đầu gấu là ai ta? Ơ, thở. Đổi lại Ava đi, em không thích Ava này đâu. Ava cũ của anh đẹp hơn. Đổi đi. Loại trường hợp là thỏ. Bởi vì thỏ thì không thể đặt tên là no love được. Tại sao lại đặt cái tên cụt ngùn và cộc lốc như thế? No love không tình yêu. Đứa nào trông giống không tình yêu nhất nhỉ? Mà lại còn là Quỳnh đầu gấu ấy chứ. À, dạo này mọi người có xem phim Quỳnh bút bi không? À nhầm, Quỳnh búp bê. Nhưng mà em cứ hay gọi là Quỳnh bút bi. Phim này hay vãi. Có ai xem không? Anh họp đây á. Ok, anh mình họp đi, em họp bây giờ này. Anh trời đồ lên em họp bây giờ này. À đấy, Ruby đã đủ mong. Ok, tạm biệt tất cả mọi người nha. Cảm ơn Hoàng nha. Cảm ơn No. Rồi, đâu rồi? Camera đâu rồi? Hello mọi người. Mọi người có thấy em không? Đâu mất tiêu rồi. Đâu mất tiêu rồi. Alo. Alo.